Còn nè, còn tiếng súng nha. Cứ quýt chơi nó ra. Rồi ra đường đi, go lại vô. Đẩy á, đẩy xong nha. Vẫn đang nổ súng nè. Jack chỉ huy, ai đang ở gần hiện trường nhất báo cáo về tình hình. Có người bị thương, có người bị thương. À, đây đây, có xe. Bắn chết người này. Cảnh sĩ quan ở gần... Tấn công sĩ quan cảnh sát, tấn công sĩ quan cảnh sát. Open fire. Shot rồi. Knock out one. Soft fire. Một đối tượng con xe Jaguar mới tông tôi. Đấy, nó trước mặt rồi. Kuruma. Kuruma hay con gì? Kuruma. Có hai xác chỗ xe trắng nha. Từ canh bánh xe của nó. Bắn nó luôn. Đang truy đuổi hướng về cao tốc. Thế còn hai xác kia không ai canh à? Một sĩ quan là nó dừng lại ngay lập tức. Quay lại nó nhặt xác nó bắn vô cái sĩ quan á. Đúng quan sát rồi, đi tìm góc đi. Con là cao cấp nhất rồi, hiện chưa kiểm soát tình hình. Vâng, em đang, em với sĩ quan CJ đang ở hiện trường, giữ vị trí. Vẫn đang truy đuổi hướng. Xe trước, bắn lốp xe nó. Dừng lại ngay lập tức. Hướng về, giữ vị trí đi, nó quay lại, nó hút xác đó. Nên là giữ vị trí rồi. Em sĩ quan bích chơi với CJ đang ở hiện trường hai xác này. Những sĩ quan ở hiện trường phong tỏa khu vực đi, phong tỏa khu vực, clear khu vực, xong đó gọi bác sĩ lên. Đây, có con xe ở đẳng rồi, sĩ quan là chạy tới đi. Mình phải đảm bảo là khu vực nó an toàn rồi mới gọi bác sĩ lên nha, vậy xếp bác sĩ lên đó, chỉ có thấy mà vẫn đang bắn nhau là bác sĩ không vô đâu. Vẫn còn đang truy đuổi phương tiện, casino, bỏ chạy, casino. CJ gán, bắn lốp xe nó CJ. Đâu, CJ đang trên xe với em nè. Bắn lốp xe để dừng nó lại. Rồi, kiểm tra khu vực xe trắng, nè. Trên cốc xe bay xuống freeway Lexington. Trên con xe trắng có hai... Đối tượng bị lật xe. Lật xe rồi. Trường có 3 xe nữa. Lùi xa ra một chút, lấy súng. Sẵn sàng. Con xe đang chạy tới này, đang đứng canh này. Bắn gục một thằng. Đối tượng bị knock out nha. Một đối tượng là... Đừng bắn. Úp vào xe. Còn lại. Úp vào xe. Giữ đằng sau còn rồi nha, để ngồi dưới đây bây giờ. Con trai này cần một bác sĩ. Lấy có một đối